Ok, thế mình bắt đầu nhé. Hôm nay mình sẽ học về cái chúng ta sẽ gọi là discrete choice model. Discrete choice model. Đây là nội dung cuối cùng ở trong khóa này, học kinh tế lượng này. Discrete choice model ấy thì nó là một cái literature, nó là một cái mô hình trong kinh tế lượng. Mà nó được phát triển từ khoảng năm 1970, cuối năm 70 đến nay. Nhưng mà cho đến nay thì nó vẫn vẫn là một cái gọi là một cái chủ đề mà rất nhiều những cái nghiên cứu mới đang được viết ra về mặt phương pháp, và về mặt ứng dụng ấy thì càng ngày thì nó càng được ứng dụng nhiều trong trong kinh tế học và trong kinh tế lượng. Năm 2000 thì có cái ông tên là tự dưng tên quên tên ông ấy. Ông tên là gì nhỉ? Được giải Nobel kinh tế năm 2000. Discrete. Được giải Nobel kinh tế năm 2000. Tự dưng lại quên đấy, đầu óc. Rồi, check lại. Daniel McFadden. Được giải Nobel kinh tế năm 2000 về Discrete Choice Model. Thì ông ấy là người đặt ra những cái nền móng đầu tiên cho cái mô hình này. Cho đến ngày nay thì càng ngày nó được phát triển là bởi vì đến khoảng tầm năm 1994-95 thì nó được mở rộng rất là nhiều sang tí nữa mình sẽ học là ban đầu thì người ta dùng các cái dữ liệu survey micro, tức là hỏi hỏi điều tra các cái hộ gia đình hoặc các cá nhân. Thế về sau người ta mở rộng ra cái mô hình đấy nhưng mà dùng được cho các cái dữ liệu mang tính gọi là thị trường hơn, chẳng hạn như là giá của sản phẩm trên thị trường, lượng bán doanh số sản phẩm trên thị trường chẳng hạn, không cần sử dụng đến các cái dữ liệu về người tiêu dùng, tức là không không cần các cái dữ liệu về cá nhân của từng người tiêu dùng, mà chỉ cần cái dữ liệu về chung cho cả một cái sản phẩm chẳng hạn đấy. Thì đấy là cái dạng dữ liệu mà nó phổ biến, rất là phổ biến trong nghiên cứu của cái lĩnh vực tên là industrial organization, hoặc là cái lĩnh vực đấy thì thường là sử dụng dữ liệu từ các cái công ty nghiên cứu thị trường. Các công ty người ta thu thập dữ liệu từ thị trường thì chủ yếu là các cái dữ liệu phổ biến nhất là giá, lượng, đặc tính của các cái sản phẩm ở trên thị trường. Thì nhờ những cái mở rộng như thế sang dữ liệu mang tính thị trường ấy thì cái mô hình discrete choice model càng ngày nó càng được phổ biến hơn. Hôm nay mình sẽ, bởi vì cái literature này thì nó cũng khá là rộng, với nhiều những cái mở rộng khác nhau, với những cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau, thì trong buổi hôm nay thì mình sẽ chỉ nói gọi là một cách gọi là nhập môn thôi, để mình hiểu hình dung là nó nói chủ yếu về cái gì. Nếu mà bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn về cái chủ đề này thì có thể tìm hiểu một cái quyển sách rất là hay của Kenneth Train, của một cái giáo sư ở trường Berkeley tên là Kenneth Train. Thì ông ấy có một cái quyển sách miễn phí ở trên trang web của ông ấy tên là Discrete Choice Simulation. Discrete Choice Simulation. Hình như là vậy. Đúng không? Simulation của giáo sư tên là Kenneth Train. Search tên ông này ở trên Google là nó sẽ ra trang web của ông ấy và sẽ được tải cái quyển sách này miễn phí. Thì trong cái quyển sách đấy ông ấy có nói về các cái discrete choice model một cách khá là đầy đủ.
và sâu hơn cái mà buổi hôm nay chúng ta sẽ nói. Thế thì cái mục tiêu của Discrete Choice Model ấy là để ước lượng những cái yếu tố ảnh hưởng lên cầu của người tiêu dùng về một cái sản phẩm đấy chẳng hạn. Cái việc là ước lượng cầu của người tiêu dùng mới là một cái công việc mà thường xuyên cần phải thực hiện bởi các cái công ty ở trên thị trường hoặc là các cái công ty nghiên cứu thị trường muốn tìm hiểu về hành vi của người tiêu dùng lựa chọn nhãn hàng này hay nhãn hàng kia chẳng hạn thế. Tại sao lựa chọn nhãn hàng này và người nào thì lựa chọn nhãn hàng này, người nào lựa chọn nhãn hàng kia. Thì từ xưa đến nay thì có rất nhiều những cái mô hình khác nhau về mô hình kinh tế lượng khác nhau ấy để ước lượng đường cầu của người tiêu dùng, nhưng mà cái Discrete Choice Model thì dần dần trở thành cái công cụ gọi là phổ biến nhất về về mô hình hóa đường cầu và ước lượng đường cầu. Thì một cái mục tiêu này, Demand Estimation. Nó giúp chúng ta trả lời được cái câu hỏi. Đấy là ví dụ nếu như giá mà tăng 10% thì cái doanh số của cái sản phẩm, một cái sản phẩm nào đấy ở trên thị trường nó sẽ giảm đi bao nhiêu phần trăm chẳng hạn thế. So với những cái sản phẩm khác. Những sản phẩm khác sẽ tăng bao nhiêu phần trăm và cái sản phẩm này nó sẽ giảm đi bao nhiêu phần trăm. Hoặc là đối với chính phủ chẳng hạn thì cũng quan tâm đến cái demand estimation, bởi vì nếu như chính phủ chẳng hạn là một cái ví dụ đánh thuế vào thuốc lá chẳng hạn. Chúng ta muốn đánh thuế thuốc lá để người tiêu dùng giảm hút thuốc thì chúng ta cũng muốn biết được là khi mà chúng ta đánh thuế 10% hay 15% thì người tiêu dùng sẽ giảm bao nhiêu hút giảm giảm hút hút thuốc đi bao nhiêu. Có bao nhiêu người chuyển từ đang hút thuốc mà sang không hút thuốc, có bao nhiêu người chuyển từ hút thuốc nhiều sang hút thuốc ít, vân vân. Thế thì để mà trả lời được những câu hỏi như vậy thì chính phủ cũng cần phải ước lượng được cái cầu của thị trường hay là cái một cách chính xác là cái elasticity, đúng không? Độ co giãn của đường cầu theo giá. Thế thì đối với cả chẳng hạn đối với nghiên cứu khoa học sinh viên thì cái mô hình này cũng là một cái mà các bạn sinh viên cũng rất là nên biết, đúng không? Bởi vì là đối với sinh viên thì rất nhiều những cái chủ đề nghiên cứu khoa học là về những cái yếu tố mà ảnh hưởng đến một cái hành vi nào đấy của người tiêu dùng. Chẳng hạn như chúng ta nghiên cứu về yếu tố ảnh hưởng đến hành vi thanh toán bằng thẻ tín dụng, hay là các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua bán trên thị trường chứng khoán, hay là các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng một cái sản phẩm nước ngọt hay là một cái sản phẩm bất kỳ gì đấy, sách giáo khoa vân vân. Thế thì đấy cũng chính là những cái nghiên cứu về cầu của thị trường. Và cái mô hình này chính là một cái mô hình mà rất là mạnh trong việc là chúng ta có thể trả lời được những cái câu hỏi liên quan. Cái phương pháp mà các bạn sinh viên thường sử dụng thì là survey. Chẳng hạn như khi mà chúng ta hỏi là các yếu tố gì làm ảnh hưởng lên quyết định của anh chị khi tiêu dùng thẻ tín dụng thì mình đi hỏi những người bình thường như thế thì người ta ví dụ người ta liệt kê ra cho mình 10 cái yếu tố chẳng hạn, xong rồi mình hỏi là thế theo anh chị yếu tố nào là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất và yếu tố nào là yếu tố ảnh hưởng mạnh thứ nhì vân vân, thì người ta bắt đầu người ta xếp cho mình, xếp hạng cho mình chẳng hạn, hay là mình hỏi là cả yếu tố này có ảnh hưởng như thế nào đến quyết định của anh chị chọn từ 1 đến 5 chẳng hạn đấy, thang đo từ 1 đến 5 thì người ta đánh dấu vào chẳng hạn thế. Thế cái điểm yếu của cái survey như thế đấy là đôi khi là cái người tiêu dùng ấy người ta không trả lời gọi là một cách trung thực chẳng hạn thế. Nếu mà cái câu hỏi mà nó có một cái chút liên quan gì đấy chẳng hạn đến đạo đức chẳng hạn là nếu mà mình hỏi người ta là anh chị có xả rác ra đường hay không thì chắc chắn là người ta sẽ không nói sẽ nói là không, đúng không? Thì những cái vấn đề về đạo đức hay là những cái vấn đề một số những cái vấn đề về hình ảnh cá nhân như thế thì có thể khiến cho là cái
câu trả lời của người ta không đúng với cả cái thực tế, hoặc là nhưng mà có một cái quan trọng hơn đấy là có khi cái người trả lời còn không chắc chắn được là ví dụ cái này thì cái yếu tố này thì quan trọng hơn yếu tố kia chẳng hạn. Này đôi khi là đối với họ thì thực sự là cái yếu tố đấy rất quan trọng, nhưng khi họ trả lời cho chúng ta thì khi mà trong đầu họ suy nghĩ thì có thể là nó không quan trọng chẳng hạn. Thế thì đấy là cái nhược điểm của cái survey mà mình thường sử dụng. Thì thay vì mình sử dụng một cái survey hỏi người ta về cái đấy gọi là cái preference của người ta, đúng không? Mình hỏi người ta cái preference của anh chị là gì, thì thay vì như thế mình hỏi người ta là thế anh chị dùng sản phẩm gì chẳng hạn này. Thế nếu mà mình biết được ví dụ cái ông này ông ấy dùng sản phẩm dầu gội đầu dành cho nam giới Clear Men chẳng hạn, và mình biết được một số những cái thông tin về ông này, cộng với mình biết được mình hỏi rất nhiều người khác nhau và cùng có những cái thông tin như thế, thì dựa vào những cái thông tin thực tế về hành vi tiêu dùng của họ thì mình có thể ước lượng ra được đặc điểm của các sản phẩm dầu gội Clear Men này ảnh hưởng như nào đến mức độ yêu thích của từng cái cá nhân với các cái đặc điểm nhất định như thế nào. Thế thì cái cách tiếp cận như thế nó tốt hơn cái cách tiếp cận là hỏi người ta xem là cái preference của người ta là gì, bởi vì mình sử dụng ở đây dữ liệu là dữ liệu hành vi thực tế của người ta, chứ không phải là cái hành vi, chứ không phải là cái một cái thông tin chủ quan mà người ta nói cho mình biết. Thế đấy là một cái mà mình nghĩ là ví dụ các bạn sinh viên mà nghiên cứu khoa học thì có thể sử dụng cái mô hình này rất là tốt, làm cải thiện được cái độ có cái tính khoa học hơn và cái mức độ vững của phương pháp luận khi mà làm những cái nghiên cứu liên quan đến cầu thị trường. Một cái tốt hơn nữa, một cái rất là tốt nữa của Discrete Choice Model ấy, thế là nó sẽ giúp cho mình làm cái gọi là counter factual analysis. Thì đây thực sự là một trong những cái mục tiêu chủ yếu của Discrete Choice Model, đấy là mình có thể làm được những cái phân tích gọi là giả lập. Phân tích giả lập có nghĩa là sau khi chúng ta ước lượng một cái mô hình của thị trường, ước lượng ra các cái chỉ số của thị trường, thì mình giả sử như một cái biến nào đấy ở trên thị trường thay đổi và mình muốn biết được là cái thị trường đấy, cái hành vi của những cái người trên thị trường đấy sẽ thay đổi như thế nào. Khi mà mình có thể lượng hóa được rằng là cái độ co giãn của đường cầu theo giá bằng bao nhiêu, thì mình có thể nói là khi giá tăng 10% thì thị phần của cái sản phẩm này sẽ giảm bao nhiêu phần trăm, kiểu kiểu vậy. Hay là khi cái ô tô này nó được tăng cái chả biết tăng cái tốc độ của nó lên chẳng hạn bao nhiêu phần trăm, thì cầu của cái thị trường hay là cái thị phần của cái thị trường cho cái ô tô này nó sẽ tăng bao nhiêu phần trăm. Thế đấy là những cái câu hỏi mang tính định lượng quantifiable mà người ta rất là quan tâm. Đối với chính phủ thì chúng ta quan tâm đến là welfare của người tiêu dùng, tức là cái phúc lợi của người tiêu dùng. Nếu mà chúng ta đánh thuế thì đánh thuế thuốc lá thì người ta sẽ giảm giảm hút thuốc, thì cái mức độ thiệt hại về cái mức độ thiệt hại về welfare phúc lợi của cái người mà hút thuốc là bao nhiêu, bởi vì người ta đang được hút thuốc sung sướng, bây giờ người ta phải chuyển sang không được hút thuốc nữa, thì sẽ có cái thiệt hại về phúc lợi, thì mình phải ước lượng được cái thiệt hại đấy là bao nhiêu để mình so sánh được với cả cái hiệu quả hay là cái lợi ích về phúc lợi từ việc là bảo vệ sức khỏe hay là vân vân, đúng không? Thì đấy là cái mô hình này nó sẽ giúp cho chúng ta lượng hóa được tất cả những cái đấy và làm được những cái phân tích mang tính giả lập như vậy.
Ngoài ra thì trong cái ngành gọi là ngành Empirical Industrial Organization ấy, thì người ta kết hợp Discrete Choice Model với lại một cái mô hình ở phía cung của thị trường. Discrete Choice Model là một cái mô hình ở phía cầu. Nhưng mà nếu mà chúng ta đưa vào thêm một cái mô hình ở phía cung ấy, thì chúng ta sẽ có thể mô hình hóa được toàn bộ thị trường cả cung và lẫn cầu. Thì khi mà chúng ta có cái đấy thì chúng ta có thể làm những cái phân tích, chẳng hạn như là nếu như hai công ty mà hợp nhất với nhau thì cái giá ở trên thị trường sẽ thay đổi như thế nào và cái thị phần của các sản phẩm trên thị trường sẽ thay đổi như thế nào. Hay là khi mà một công ty mới gia nhập vào thị trường với cái sản phẩm với đặc điểm nhất định như thế này thì công ty đấy nó sẽ có khả năng là chiếm được cái thị phần là bao nhiêu phần trăm. Thế thì đấy là một cái mở rộng của Discrete Choice Model kết hợp cùng với cả một cái mô hình ở phía cung của thị trường. Hôm nay thì chúng ta đã chỉ nói về cái mô hình ở phía cầu thôi. Và như mình nói là đây là một cái lĩnh vực mà nó chứa rất nhiều những cái mô hình nhỏ ở bên trong với cái mức độ phức tạp tăng dần. Thì hôm nay mình sẽ chỉ dừng ở cái mức độ gọi là thấp nhất, những cái mô hình mà đơn giản nhất. Thì đầu tiên là ta sẽ bắt đầu bằng một cái mô hình như sau. Cái mô hình này nó có N người tiêu dùng tương ứng với N cái quan sát của chúng ta. Chẳng hạn chúng ta có một cái survey về gửi cho người tiêu dùng và có N người trả lời. Và trong cái survey đấy thì người ta trả lời chúng ta là người ta có sử dụng cái sản phẩm này hay không và một số những cái đặc điểm của người đấy, chẳng hạn như là tuổi tác, thu nhập, vân vân. Thế thì mỗi một cái người person mình gọi là người thứ Y thì sẽ lựa chọn tiêu dùng ấy một cái sản phẩm trong một cái sản phẩm trong một cái tập hợp, mình sẽ gọi là một cái tập hợp J lớn. Cái tập hợp này có các sản phẩm từ 0, 1, 2, chấm 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 đến J lớn. Thế cái J lớn này ở đây mình dùng cùng một cái chữ J lớn cho cái số lượng sản quên cái sản phẩm cuối cùng ở trong cái tập này và cái tên của cái tập đấy. Thì đây là nó bị trùng lặp nhưng mà nó sẽ thuận tiện cho việc khi mà mình viết, cho nên là nó sẽ. Thế thì khi mà mình nói là J lớn thì mình có thể hiểu, đôi khi mình hiểu nó là cả cái tập hợp này, đôi khi mình hiểu là cái cuối cùng, cái sản phẩm cuối cùng. Thế cái người này ấy, thì sẽ chọn tiêu dùng một trong các cái sản phẩm từ 0 cho đến J lớn. Chẳng hạn như là nếu mà mình nghiên cứu về thị trường ô tô đi, thì 1, 2 cho đến J có thể là các hãng ô tô khác nhau, là tức các cái brand ấy, các cái nhãn hiệu ô tô khác nhau ấy. Và 0 ấy sẽ là mình sẽ gọi là cái outside option. Tức là không, ví dụ trong cái ví dụ của mình thì không sẽ là không đi ô tô, không mua ô tô. Một sẽ là mua ô tô, chẳng hạn mua ô tô Honda Civic chẳng hạn, hay là cái gì đấy. Không biết nữa. Hai sẽ là ô tô gì gì, Mercedes Benz chẳng hạn. Thế thì hoặc là ví dụ nếu chúng ta nghiên cứu về việc là một cái sinh viên, một cái học sinh có quyết định là có đi học đại học hay không, thì cái tập J lớn của chúng ta sẽ gồm có hai phần tử là 0 và 1. Trong đấy 1 sẽ là đi học quyết định đi học đại học và 0 sẽ là không đi học đại học. Hoặc một cái ví dụ nữa là chúng ta điều tra xem là cái quyết định là sử dụng phương tiện gì để đi làm của mọi người chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có thể là có là J bằng chẳng hạn như là example chẳng hạn J là xe buýt này, người đi xe buýt, có người đi ô tô, có người đi xe đạp bike, có người đi bộ đúng không, và others đúng không.
Thế thì xe buýt là 1, ca là 2, xe đạp là 3, đi bộ là 4, others là 0. Others nghĩa là không, một cái outside option là không cái nào trong 4 cái vừa rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ giả sử, assume và khi mà một cái người tiêu dùng ấy chọn một cái sản phẩm đấy thì người ta sẽ mua đúng một cái đơn vị sản phẩm ấy thôi, chẳng hạn như là mua một cái xe thôi, hay là mua một cái chai dầu gội thôi, hay là mua một cái gì đấy thôi. Còn trong cái trường hợp mà chúng ta muốn mô hình hóa mà một người mà mua nhiều sản phẩm ấy, thì chúng ta có thể là ví dụ trong trong một tháng mà người ta có thể mua nhiều nhiều cái nhiều đơn vị sản phẩm, thì chúng ta có thể mô hình mỗi một cái lần mà người đấy đi mua là một cái người khác nhau, và mỗi một cái người khác nhau đấy thì sẽ lựa chọn chỉ một sản phẩm thôi, chỉ một đơn vị sản phẩm. Thì giả sử chúng ta đã giả sử là cái người thứ y đấy khi mà tiêu dùng consuming product thứ J, đúng không? Mình gọi một cái sản phẩm J là một cái sản phẩm thuộc cái tập là J lớn. Khi mà cái người này tiêu dùng cái sản phẩm J thì họ nhận được cái utility, cái lợi ích đấy là UIJ cộng với cả Epsilon IJ. Thế đây là cái lợi ích khi mà cái người thứ Y, cái người Y tiêu dùng cái sản phẩm J. Nếu mà họ tiêu dùng sản phẩm 1 thì họ sẽ nhận được là UI1 cộng Epsilon I1. Họ tiêu dùng sản phẩm 2 là UI2 cộng Epsilon I2, vân vân. Và họ biết được là khi mà họ tiêu dùng sản phẩm này thì họ nhận được bao nhiêu, khi mà họ tiêu dùng sản phẩm kia thì họ nhận được bao nhiêu. Thế tại sao nó lại có hai cái phần tử như này? Thì cái phần tử thứ nhất, người ta thường gọi nó là mean utility, tên gọi thôi. Và phần tử thứ hai thì người ta là ăn người ta gọi là test shock. Thế thì cái phần tử thứ nhất ấy, cái phần tử thứ nhất ấy thì nó phụ thuộc vào những cái biến mà mình quan sát được ở trong dữ liệu. Chẳng hạn như là mình có thể viết UIJ bằng là một cái tích của cái vector SI phẩy nhân với cả một cái vector là alpha j, đây một cái ví dụ nhé, cộng với cả cái phần còn lại là epsilon ij. Thế thì ở đây là hai vector nhân với nhau, tức là nó là có rất nhiều những cái ở đây s, đầu tiên s, cái vector SI này là một cái vector gồm các cái biến mà mình quan sát được của cái người thứ y, chẳng hạn như gồm tuổi, thu nhập, hoàn cảnh gia đình, vân 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 vân, đúng không? Alpha j là một cái vector gọi là parameter giống như ở các vector beta ở trong mô hình OLS chẳng hạn này. Thì alpha j thể hiện cái độ nhạy cảm của cái người y, cái độ nhạy cảm của từng cái đặc điểm của cái người y lên cái utility mà người đấy nhận được khi tiêu dùng sản phẩm J. Thế thì SI phẩy nhân alpha J thì nó là một cái hàm số của SI là những cái biến mà mình quan sát được. Thế còn epsilon IJ là những cái mình không quan sát được. Chẳng hạn như một cái người nào đó có ví dụ một cái biến không quan sát được là cái khả năng của cái người đấy chẳng hạn, hay là cái mối quan hệ xã hội của người đấy, hay là vân vân. Chẳng hạn nếu mà mình muốn tìm hiểu xem là một sinh viên có quyết định đi học đại học không, thì có khi là cái utility từ việc đi học đại học nó còn phụ thuộc vào việc là bạn bè của cái người đấy có đi học đại học không. Nếu mà bạn bè của người đấy mà đi học đại học thì cái người đấy khi mà đi học đại học cũng sẽ rất là vui vẻ chẳng hạn thế. Còn nếu mà chả có bạn bè nào đi học đại học thì họ cũng sẽ không thấy vui vẻ lắm khi mà đi học, đúng không? Bởi vì họ không có bạn cũ ở trường chẳng hạn thế. Thế thì nếu mà mình không quan sát được là việc là thế bạn của cái người này có đi học đại học không, thì mình cũng đưa nó vào trong cái epsilon ij là những cái mà mình không quan sát được.
mình gọi nó một cái shock, một cái ngẫu nhiên. Thế một cái mà ở đây là một cái ví dụ là uij bằng si phẩy nhân với cả alpha j, là một cái ví dụ rất là cụ thể mà, nhưng mà mình sẽ sử dụng ví dụ này trong cái phần phân tích tiếp theo. Thế cái ví dụ này nó có một cái đặc điểm đặc biệt. Đấy là ở đây các cái biến quan sát được ấy là mình sử dụng cái biến của người thứ của người thứ i, và các cái biến này thì nó chung cho tất cả các sản phẩm j. Chẳng hạn như là nếu một người có một cái tuổi là 18 chẳng hạn, thì cái tuổi đấy là chung cho tất cả các sản phẩm, đúng không? Chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng mà nó sẽ không có các cái biến thuộc về người đấy mà khác nhau đối với các sản phẩm khác nhau. Thế thì đấy là đây đây chỉ là đơn giản đơn thuần là đặc điểm của cái người đấy thôi, chung cho tất cả các sản phẩm. Và alpha j thì lại là chung cho tất cả mọi người, đúng không? Bởi vì alpha j ở đây mình không có chữ y nhỏ ấy. Nghĩa là alpha j ở đây là chung cho tất cả người thứ y, người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, vân vân, đều có chung một cái alpha j này đối với sản phẩm thứ j. Thì đấy cũng là những cái gọi là giả thiết mà mình đặt ra cho nó đơn giản hóa. Thế thì trong một cái mô hình mà nó phức tạp hơn thì mình có thể đưa thêm các biến nữa vào. Chẳng hạn như mình có thể đưa thêm biến tương tác giữa một cái đặc điểm của một người và đặc điểm của sản phẩm chẳng hạn. Thì một cái sản phẩm thì cái biến đặc điểm của sản phẩm ấy thì nó sẽ chung cho tất cả mọi người. Nhưng cái biến đặc điểm của người thì lại chung cho tất cả các sản phẩm. Nhưng mà mình có thể làm cái biến tương tác giữa hai cái biến đấy, đúng không? Nhân với nhau. Hoặc là mình cũng có thể cho cái alpha j này phụ thuộc vào từng người, đúng không? Mỗi người có một cái alpha j khác nhau. Thì khi mà mình làm như thế thì cái mô hình nó trở nên phức tạp hơn và sẽ cần một ít những cái technical hơn, đúng không? Nhưng mà mình sẽ tạm thời bỏ qua đấy trong cái phần giới thiệu. Có những cái đấy trong những cái mô hình phức tạp hơn. Thế chẳng hạn mình lấy một cái ví dụ là bây giờ ví dụ mình nghiên cứu là một cái sinh viên có quyết định là đi học đại học hay không, thì cái sinh viên đấy UI có cái utility là UIJ cộng với epsilon IJ bằng là chẳng hạn income, đúng không? Income Y, tức là cái sinh viên đấy, cái thu nhập của gia đình của cái sinh viên đấy này, nhân với cái hệ số alpha j 1. Ở đây là cái một đấy chỉ là chỉ cái biến thứ nhất là income cộng với cả ví dụ như là khoảng cách đến trường, distance, nhà có gần trường hay không, gần gần trường đại học gần nhất hay không, distance này nhân với cả alpha j 2 cộng với cả epsilon ij, thì cả cái tổng này chính là cái ở bên trên mà mình viết là si i phẩy alpha j. Thế thì cái này là nó tương ứng với j chạy từ 0, 1 cho đến j lớn. Bây giờ chúng ta sẽ giả sử nữa, một cái giả sử tiếp theo, assume này. Đấy là cái cách người tiêu dùng ra quyết định. Người tiêu dùng sẽ ra quyết định bằng cách là lựa chọn cái sản phẩm mà cho cái utility là cao nhất. Consumer choose J with highest utility. Nghĩa là như thế nào? Bây giờ mình ký hiệu. Bây giờ ví dụ bây giờ nghĩa là này. Mình ký hiệu là D I J là một cái biến. Nó đại diện cho quyết định của người thứ I về sản phẩm J. Nếu D I J bằng 1 có nghĩa là người thứ I mua cái sản phẩm J hay là chọn cái sản phẩm J.
Còn Dij bằng 0 nghĩa là người thứ hai không người thứ ai không chọn sản phẩm J. Thế khi mà mình ghi là Dij bằng 1 thì nghĩa là ai chọn sản phẩm J, thì cái này khi và chỉ khi, đấy là cái utility từ việc tiêu dùng sản phẩm J là lớn nhất trong số tất cả các sản phẩm đối với người thứ ai. Nghĩa là Uij cộng với epsilon ij, đây là utility khi tiêu dùng sản phẩm J lớn hơn hoặc bằng, đấy là Uik, một sản phẩm K khác, cộng epsilon ik, đúng không? Với mọi các sản phẩm K khác sản phẩm J. Đây là một cái giả thiết, đúng không? Người tiêu dùng là tối ưu hóa cái utility của họ. Tất nhiên là họ phải biết được là cái utility của họ trong đối với từng sản phẩm là bao nhiêu để họ có thể so sánh, đúng không? Họ tìm ra cái mà họ thích nhất. Ở đây đối với cả cái người quan sát là người là nhà kinh tế ấy, hoặc người làm kinh tế lượng ấy, thì cái Dij này chúng ta cái epsilon, cái epsilon là các biến ngẫu nhiên, đúng không? Các cái Uij thì nó chúng ta có thể quan sát được bởi chúng ta quan sát được các S Si, đúng không? Các đặc điểm của những người tiêu dùng đấy. Và giả sử như chúng ta có thể ước lượng được các alpha J thì tức là chúng ta có thể ước lượng được cái Uij. Nhưng các cái epsilon ij là những cái mình không quan sát được, nó là những cái mang tính ngẫu nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ giả sử là bây giờ chúng ta chưa quan sát một cái người nào đấy, một cái người bất kỳ chúng ta, chẳng hạn chúng ta chưa khảo sát cái người nào đấy, mà chúng ta mới chỉ chúng ta chưa biết được là cái người đấy mua sản phẩm gì, mà chúng ta mới chỉ quan sát là cái đặc điểm của cái người đấy là gì thôi, đúng không? Các SI của người đấy là gì, các cái S. Bây giờ chúng ta biết các SI của người đấy là gì, nhưng chúng ta chưa biết được các Dij của họ, đúng không? Các cái quyết định là họ mua cái sản phẩm gì. Thế thì cái xác suất ấy mà cái người Ij mua cái sản phẩm, đúng không? Cái người thứ ai mua sản phẩm thứ J, đúng không? Đây là cái xác suất mà người thứ ai mua sản phẩm J conditional trên cái việc là mình biết cái người đấy có các cái đặc điểm là tuổi tác, thu nhập vân vân, đúng không? Đặc điểm của người đấy thì nó sẽ bằng cái gì? Thì theo định nghĩa là nó sẽ bằng xác suất của Uij cộng epsilon ij lớn hơn hoặc bằng là Uik cộng với epsilon ik với mọi k khác j. Conditional tất nhiên trên cái việc là mình biết các cái si, đúng không? Khi mà mình biết các cái si tức là mình biết các Uij và Uik. Tức là ở trong cái công thức này chỉ có epsilon ij là một cái ngẫu nhiên mình không biết, epsilon ik là một cái ngẫu nhiên mình không biết. Đó, tất cả các epsilon là mình không biết. Bây giờ mình sẽ cố gắng là viết ra được một cái công thức cho cái probability này. Thế để viết ra được công thức ấy, cho cái probability này thì chúng ta sẽ giả sử thêm một cái giả thuyết nữa về phân phối của các epsilon. Bây giờ chúng ta sẽ giả sử là epsilon ij phân phối một cái phân phối rất là đặc biệt gọi là extreme value. Người ta thường gọi là extreme value type 1, cái dạng thứ nhất. Và mình sẽ giả sử tiếp nữa là nó IID, tức là tất cả các cái epsilon ij là nó độc lập với nhau và nó có cùng một cái phân phối là extreme value type 1. Thế cái phân phối này có cái dạng như sau này. Nếu mà x là một cái phân phối extreme value, x là một cái biến ngẫu nhiên phân phối extreme value type 1 ấy, thì cái PDF của x, cái PDF là cái hàm density ấy, mật độ xác suất ấy, nó sẽ là f x nhỏ bằng công thức là e mũ trừ x nhân e mũ trừ x. Và cái hàm CDF
của nó sẽ là f lớn x bằng e mũ trừ x. Thì đây là một cái dạng phân phối nó rất là đặc biệt và không có một cái ý nghĩa về mặt kinh tế gì, không có một cái economic intuition gì là mình chọn cái extreme value type 1 làm cái phân phối cho epsilon ij. Cái nguyên nhân mình chọn extreme value type 1 là phân phối đấy là bởi vì nó sẽ giúp mình viết ra được một cái công thức rất là đẹp cho cái probability ở bên trên mà mình đang cố viết. Đấy là cái lý do duy nhất. Và bởi vì công thức nó đẹp cho nên là nó rất là thuận tiện để mà người ta sử dụng trong kinh tế lượng. Ngoài ra thì nếu như mà chúng ta no economic intuition nhé. Nhắc lại là no economic intuition. Cho cái giả thiết này, cho cái giả thiết về extreme value type 1 này. Nếu như mà chúng ta giả sử là epsilon ij ấy, mà nó phân phối normal, đúng không? Thường thì normal là một cái, normal distribution thường là một cái phân phối mà người ta hay nghĩ đến đầu tiên, đúng không? Thì nếu chúng ta giả sử là nó phân phối normal ấy, thì cái mô hình của chúng ta vẫn có thể viết ra được. Nhưng mà cái dạng của nó sẽ không đẹp. Và thường thì người ta sẽ gọi cái này là probit model. Cái mà chúng ta đang xét tới là extreme value type 1 là phân phối cho epsilon ij sẽ giúp cho chúng ta viết được một mô hình nó gọi là logit model. Cái này sẽ giúp cho chúng ta viết được một cái mô hình gọi là mô hình logit. Hay nói một cách chính xác hơn là multinomial logit. Thế thì logit model là một cái mà chúng ta đã từng nghe ở trong thống kê khi mà chúng ta muốn mô hình hóa một cái biến mà nó nhận hai giá trị là 0 với 1. Đó, thì cái ví dụ cái xác suất của một cái gì đấy diễn ra chẳng hạn thì mình có thể mô hình hóa nó dạng là logit model hay là probit model. Thế thì ở đây thì nó cũng chính là cái đấy thôi nhưng mà nó tổng quát hơn. Ok, thế thì dưới cái giả thiết về extreme value type 1 này thì bây giờ mình có thể viết được cái probability mình đang có ở đây dưới dạng một cái công thức rất là đẹp như sau. Theorem. Và mình về sau mình sẽ không cần phải nhớ cái extreme value type 1 là có cái hàm PDF hay là CDF gì hết, mình chỉ cần nhớ đúng cái theorem thôi để mình sử dụng. Đấy là cái xác suất Dij bằng 1 given Si, đúng không? Cái xác suất để người thứ I chọn sản phẩm J nó sẽ bằng là E mũ EXP, nghĩa là E mũ cái Uij chia cho tổng của K chạy từ 0 cho đến J lớn của E mũ Uik. Và trong trường hợp của mình ấy thì cái Uij nó có một cái dạng như sau, cái dạng đặc biệt đấy là exp của sci phẩy mà nhân với alpha j trên k bằng 0 cho đến j lớn của e mũ sci phẩy alpha k. Thế thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta lấy cái có một cái remark như sau này. Đấy là nếu chúng ta cộng các cái p dij bằng 1, mình bỏ cái conditional ấy, viết cho nó ngắn nhé. Cộng, nếu chúng ta viết là cộng theo j, j bằng 0 cho đến j lớn chẳng hạn. Đúng không? Chúng ta cộng tất cả các sản phẩm thì nó sẽ bằng 1, đúng không? Bởi vì nó sẽ là chung mẫu số, nó chung mẫu số này. Và cái tử số của nó thì cái j thì nó tương ứng là alpha j, đúng không? Thế xong mình cộng p
theo J thì nó sẽ ra đúng cái mẫu số, cuối cùng nó ra bằng 1. Thế thì cũng chính là cái mà hợp lý đúng không? Bởi vì cái P, cái xác suất mình đang viết ấy, là xác suất của người từ I chọn sản phẩm từ J. Nếu như mình cộng tất cả các sản phẩm lại với nhau thì tổng cả của xác suất chắc chắn là phải nên bằng 1 rồi, đúng không? Cho nên công thức này rất là đẹp. Mình có thể chứng minh. Nhưng chứng minh thì nó hơi dài và nó hơi phức tạp. Nhưng mà về mặt ý tưởng thì là như thế này. Đầu tiên là probability của cái người thứ A chọn sản phẩm J. Đúng không? Như mình viết lúc nãy là người thứ A chọn sản phẩm J khi và chỉ khi là cái Uij cộng epsilon ij utility khi tiêu dùng sản phẩm J là phải lớn hơn hoặc bằng Uik cộng với epsilon ik với tất cả với mọi là k khác J, đúng không? Bước tiếp theo là chúng ta chuyển vế. Nó sẽ bằng là probability của epsilon ik nhỏ hơn hoặc bằng uij cộng epsilon ij mà trừ đi uik với mọi k khác j. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm một bước nó gọi là total probability, công thức total probability nhưng mà dành cho biến continuous. Đấy là tích phân. Bây giờ ở bên trong này, trong tích phân chúng ta sẽ dùng một cái là conditional probability epsilon ik nhỏ hơn bằng uij cộng epsilon ij trừ uik với mọi k khác j. Nhưng bây giờ mình sẽ condition trên epsilon ij. Tức là ở đây mình fix epsilon ij một cái giá trị nào đó. Và cái probability này chính là probability khi cái epsilon ij fix tại cái giá trị đấy. Như vậy epsilon ij ij ở trong này là một hằng số, không còn là một biến ngẫu nhiên nữa. Nhưng mà ở đây mình sẽ cần phải nhân với PDF của epsilon ij d epsilon ij. Đây là công thức total probability. Và bởi vì các biến epsilon là độc lập với nhau, cho nên cái probability ở trong này, đúng không? Nó chỉ đơn giản là tích của các probability, bởi vì cái event ở trong cái sự kiện ở trong cái probability này thực tế nó là giao của j lớn trừ một sự kiện, đúng không? Nó có j lớn trừ một cái điều kiện, có cái j lớn trừ một cái bất phương trình, thì đơn giản nó sẽ chỉ đơn giản là tích của các probability epsilon ik nhỏ hơn bằng uij cộng epsilon ij trừ uik given epsilon ij. Và trong đấy mình sẽ nhân tất cả các k chạy khác j, đúng không? Nhân với f epsilon ij d epsilon ij. Và bây giờ mình có thể thay công thức vào, bởi vì cái này chính là hàm PDF của epsilon ik, chính là cái hàm PDF bên trên. Chính là cái hàm này. Đúng không? Hàm CDF nhỏ nhầm. Hàm CDF này nó sẽ tính tại Uij cộng epsilon ij trừ Uik. Và cái epsilon và cái f nhỏ chính là hàm PDF thì nó sẽ chính là e mũ trừ epsilon ij nhân e mũ trừ epsilon ij, đúng không? Cái hàm f lớn này nó chính là e mũ bằng e mũ trừ mở ngoặc uij cộng epsilon ij trừ uik. Thế thì sau đấy chúng ta sẽ có được một cái tích phân, và cái tích phân này nó sẽ chỉ là một cái hàm theo epsilon ij thôi. Và cái tích phân này thì chúng ta có thể tính ra được. Và sau đấy mình có thể giải tích phân ra và nó sẽ ra e mũ
uij trên tổng cây chạy từ 0 cho đến j lớn của e mũ uik. Được, chứng minh. Cái đoạn tích phân này thì nó rất là phức tạp, nhưng mà đại loại là đại ý là nó ra được cái như thế, một cái công thức rất đẹp như thế này. Ok. Bây giờ mình nhắc lại một chút, đấy là chúng ta vừa làm cái điều đấy là chúng ta tính cái xác suất của cái người thứ i chọn sản phẩm thứ j. Mình viết là dij bằng 1, nghĩa là người thứ i chọn sản phẩm thứ j bằng là x exp là e mũ của si phẩy alpha j, đúng không? Cái này chính là uij chia cho tổng k từ 0 cho đến j lớn của e mũ si phẩy alpha k, cái này chính là uik. Thế bây giờ mình đã thấy là trong cái mô hình của mình ấy thì từ từ ok, thế thì bây giờ mình đã thấy là cái trong cái công thức này thì nó sẽ chỉ chứa những cái mà mình quan sát được, đúng không? Nó sẽ chỉ chứa SCI thôi. Thông qua cái công thức này mình đã loại bỏ được tất cả các epsilon. Epsilon là những cái mình không quan sát được. Mình không quan sát được và mình đặt cho nó một cái phân phối rất là cụ thể, là theo cái giả thiết là extreme value type 1, để mình khử nó ra khỏi công thức. Và cuối cùng cái công thức của mình nó sẽ chỉ còn các biến mà mình quan sát được là các SCI. Và ở bên vế trái thì mình quan sát được là quyết định của người tiêu dùng DIJ, đúng không? Như vậy là cái phương trình này, dựa vào nó mình có thể ước lượng được các alpha, và cái đấy chính là cái mục tiêu của mình, đấy là ước lượng các alpha, là độ nhạy cảm của các cái đặc tính lên quyết định của người tiêu dùng. Thế bây giờ chúng ta sẽ dựa công thức này chúng ta ước lượng như thế nào? Bây giờ để mà ngắn gọn thì mình gọi cái này là một cái P đi, đúng không? Một cái P, I, J, đúng không? Cho nó ngắn. Thế thì cái D, I, J là quyết định của người tiêu dùng Y mua sản phẩm J. Nó nhận một trong hai giá trị là 0 và 1. 0 nghĩa là mua, à không mua, 1 nghĩa là có mua. Và nó là một cái biến ngẫu nhiên, đúng không? Nếu như mà mình chưa quan sát được nó thì nó sẽ là một biến ngẫu nhiên. Và bởi vì nó nhận hai giá trị là 0 với 1, cho nên nó sẽ là phân phối, nó có một cái phân phối là phân phối Bernoulli. Đây là phân phối Bernoulli. Thì cái phân phối này nó có một cái tham số là Pij thôi, đúng không? Là xác suất để cái Dij bằng 1 là gì? Thế cái bước tiếp theo chúng ta sẽ làm là estimation, tức là ước lượng các cái alpha. Bây giờ chúng ta có dữ liệu thì chúng ta ước lượng các alpha như thế nào? Thì chúng ta sẽ dùng cái gọi là maximum likelihood estimator. Thì cái này mình đã nói ở buổi thứ 2 rồi. Nhắc lại là buổi thứ 2 rồi. Thế maximum likelihood estimator ấy, là mình có một cái sample các dij, đúng không? Đều là các biến Bernoulli, đúng không? Và bây giờ mình sẽ có cái xác suất để cái sample mà mình quan sát được. Xác suất để quan sát được observing the sample. Xác suất mình nhận được cái sample mà mình đang có ở trong tay.
Đấy chính là bởi vì các biến ở à quên các quan sát ở trong sample của mình là độc lập với nhau, đúng không? Từng người ấy, các quan sát của mình là theo người mà từng người là các là độc lập với nhau. Và nhưng mà mỗi người thì cái Dij nó đều là các biến Bernoulli. Cho nên cái xác suất để mà quan sát được cái sample nó đơn giản là tích của xác suất mà xảy ra cái Dij cho từng người, đúng không? Nghĩa là ở đây chúng ta có của tất cả người thứ nhất cho đến người thứ n, trong mẫu có n người, của Pij nhân với Dij nhân với 1 minus Pij nhân với 1 minus Dij. Hey, ở đây giải thích kỹ một chút. Nếu như mà cái người thứ i, cái người thứ i ấy, mà chọn sản phẩm j thì dij bằng 1. Như vậy là cái term ở cái ở bên tay phải này nó sẽ biến mất, đúng không? Bởi vì là cái dấu mũ của nó là 1 trừ 1 bằng 0 nên nó sẽ biến mất. Thì cái xác suất mà mình quan sát được cái người đấy mình quan sát được cái người đấy chọn sản phẩm J ấy, nó sẽ chính là P mũ 1, đúng không? Pij mũ 1 thì chính là cái theo đúng định nghĩa của mình là xác suất của cái người I chọn sản phẩm Pj. Và nếu người I không chọn sản phẩm J thì Dij bằng 0, và như vậy là cái term thứ nhất biến mất và nó sẽ chỉ còn cái thứ hai, tức là đối với cái người đấy thì mình sẽ dùng cái xác suất là 1 trừ đi Pij, tức là cái xác suất mà người đấy không chọn cái sản phẩm J. Thế thì đây là cái xác suất mà chúng ta quan sát được cho cả cái sample về cái quyết định đối với cả cái sản phẩm J. Thế thì đây là một cái hàm số của alpha. Đây là một hàm số của alpha bởi vì cái P ở trong cái hàm số này, cái Pij này, theo đúng cái công thức ở phía bên trên của mình ấy, nó là hàm số của alpha. Trong nó, ở trong cái Pij nó có cả các SI, tức là các đặc điểm của của người tiêu dùng. Nhưng các đặc điểm đấy là những cái dữ liệu mà mình có. Và các Dij là cái dữ liệu mà mình quan sát được về tiêu dùng của cái người đấy. Thế thì đây là một cái function của alpha, một cái hàm số của alpha mình gọi là L alpha. Thì cái hàm số này được gọi là hàm likelihood function. Và cái maximum likelihood function maximum likelihood estimator alpha mũ MLE chính là cái vector alpha mà maximize cái hàm L alpha. Như vậy là mình có công thức của Pij mình đưa vào đây và mình có được một cái hàm số L của alpha. Và đấy, sau đấy đơn giản là mình maximize cái hàm số đấy để tìm cái alpha để maximize cái hàm số đấy. Thế thì việc maximize hàm số thì chỉ cần cho vào máy tính để nó chạy. Thì trong ví dụ Stata thì người ta làm tự động bằng lệnh logit. Trong R thì mình có thể có các package mà có lệnh logit, hoặc là mình có thể tự code ra bằng bằng tay. Nó có những cái phương pháp để làm numerical optimization.
Nói tóm lại là mình có thể ước lượng được các alpha thông qua phương pháp Maximum Likelihood Estimator và cái mô hình mà mình vừa viết ra. Thế thì sau khi mà mình có alpha ấy, trước hết là đến đây thì có mọi người có câu hỏi gì không nhỉ? Tóm tắt lại là mình đã viết ra một cái mô hình về quyết định của người tiêu dùng, đúng không? Quyết định đấy nó bị ảnh hưởng bởi đặc điểm của cái người đấy, đúng không? Là SI, cái vector đặc điểm của cái người đó. Và alpha j chính là các là một cái vector phụ thuộc vào từng cái sản phẩm. Nó thể hiện cái độ nhạy cảm của người đấy đối với các cái sản phẩm, đúng không? Và mục tiêu của mình là ước lượng được các alpha j dựa vào cái dữ liệu mà mình có. Thế thì sau khi mà mình viết cái mô hình đấy ra, mình viết mô hình ra rồi, thì mình có thể khớp cái mô hình đấy vào dữ liệu thông qua Maximum Likelihood Estimator để mình tìm ra được alpha mũ, estimator của các alpha. Ok. Tiếp tiếp này. Bây giờ có một cái Khoan ơi, có bạn hỏi ở trên chat. Nếu các đặc điểm bị correlate với nhau thì có vấn đề gì? Các đặc điểm của người tiêu dùng bị correlate với nhau thì không có vấn đề gì cả. Nó không gặp vấn đề bất cứ một cái vấn đề gì cả. Và cái chuyện các đặc điểm của người tiêu dùng, ví dụ như là cái người già thì có thu nhập cao hơn cái người trẻ chẳng hạn, thì nó là một cái chuyện hiển nhiên luôn luôn xảy ra, cho nên là nó không không có cái vấn đề gì cả. Nhưng mà các epsilon ấy mà có tương quan với nhau thì có vấn đề. Thế thì mô hình của chúng ta đã đặt ra một cái giả thiết rất mạnh, đấy là các epsilon là độc lập với nhau. Thế cái giả thiết này có thể dễ dàng bị vi phạm nếu như chúng ta nghĩ về việc là chẳng hạn như là một cái người mà một cái người rất là trẻ trung và nhiều tiền thì sẽ rất thích một cái ô tô thể thao Ferrari hay cái gì đấy, hay là Bugatti hay cái gì đấy, một cái hãng ô tô thể thao năng động đắt tiền vân vân, đúng không? Thế thì có nhiều cái hãng ô tô thể thao năng động đắt tiền như thế, thì nếu như một cái người mà có sở một một cái người mà trẻ tuổi và một cái người nào đấy trẻ tuổi và có thu nhập cao có một cái sở thích dành cho những cái xe như vậy, thì các epsilon của người này mà các epsilon tương ứng với các cái xe thể thao ấy, Bugatti, Ferrari hay cái gì đấy sẽ bị tương quan với nhau, đúng không? Bởi vì là nó sẽ cùng cao, các epsilon sẽ cùng cao lên. Thì lúc đấy các epsilon nó bị tương quan với nhau và cái proof của mình về công thức là nó không còn đúng nữa. Thế ở đây mình đã đặt ra cái giả thiết là các epsilon độc lập với nhau thì nó loại bỏ cái trường hợp đấy ra và nó sẽ gây ra một số những cái hạn chế của mô hình, và về sau người ta thay thế mô hình này bằng một cái mô hình phức tạp hơn để giải quyết những cái hạn chế đấy.
chẳng hạn như là sau này người ta cho phép là các epsilon tương quan với nhau theo một cái bậc thứ bậc, chẳng hạn như là mỗi cái ô tô ấy thì sẽ thuộc vào những cái nhóm khác nhau, nhóm xe thể thao, nhóm xe giá rẻ, nhóm xe trung cấp dành cho gia đình hay là nhóm xe gì đấy, nó chia ra các nhóm xe. Thế thì trong các cái hãng, các cái nhãn hiệu trong từng nhóm xe đấy thì có thể tương quan với nhau, nhưng các nhãn hiệu mà thuộc các nhóm xe khác nhau thì lại độc lập với nhau, chẳng hạn thế, không tương quan với nhau. Thì nếu chúng ta giả một đặt một ra một cái giả thiết nhẹ hơn như thế, cái giả thiết là cho phép các epsilon tương quan với nhau theo một cái thứ tự như thế, thì nó cũng giúp cho chúng ta giải quyết được một số những cái vấn đề của mô hình hiện tại. Hoặc là chúng ta có thể giả thiết là ở đây chúng ta đặt giả thiết các alpha là chung cho tất cả người tiêu dùng, các alpha j, alpha k là chung tất cả người tiêu dùng. Nhưng chúng ta cũng có thể đặt giả thiết là alpha là khác nhau cho những người tiêu dùng khác nhau. Như vậy là alpha ở đây sẽ là alpha ij, tức là có cái index i dành cho cái người thứ i. Thì khi mà chúng ta làm như thế thì chúng ta cũng có thể đưa thêm được cái sự correlation về về sở thích của một người đối với các sản phẩm, kiểu kiểu như vậy. Nhưng mà nó sẽ phức tạp hơn, các mô hình này như vậy nó sẽ phức tạp hơn và mình sẽ không xét đến đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ có một cái remark, cái nhận xét như sau, nhận xét khá là quan trọng. Cái nhận xét này đấy là nếu chúng ta nhìn vào mô hình ấy thì nên nhớ là người thứ i chọn phần phần thứ j, tức là dij bằng 1 khi và chỉ khi là cái utility của người thứ i khi mà tiêu dùng sản phẩm j là uij cộng epsilon ij lớn hơn hoặc bằng uik cộng epsilon ik với tất cả các sản phẩm k khác j, đúng không? Nhưng mà nếu như ở đây chúng ta cộng cả hai vế với một cái gamma, hằng số gamma. Nếu ở cả hai vế chúng ta cộng với hàm số gamma thì cái bất đẳng thức này không thay đổi, đúng không? Như vậy là thay vì uij thì mình có thể định nghĩa một cái ui ngã, cái uij ngã có dạng là gamma cộng với cả uij. Như vậy mình có thể định nghĩa một hàm số min utility khác với cái hàm số min utility của mô hình ban đầu, nhưng chúng ta vẫn cho ra được cái quyết định của người tiêu dùng y hệt như ban đầu, đúng không? Có nghĩa là cái dữ liệu của chúng ta về hành vi của người tiêu dùng sẽ không thể giúp cho chúng ta xác định được gamma bằng bao nhiêu. Gamma có thể bằng 0, gamma có thể bằng 1, gamma có thể bằng 2. Bất cứ giá trị nào của gamma đi chăng nữa thì nó cũng đều cho cái dự đoán giống nhau về quyết định của người tiêu dùng. Chính vì thế, khi mà mình khớp dữ liệu vào mô hình thì mình sẽ không thể nào mình ước lượng được cái gamma. Chính vì cái lý do đó mà thường thì chúng ta sẽ làm một cái gọi là normalization. Chúng ta sẽ đặt cái gamma này bằng trừ đi UI0. Thế UI0 ở đây chính là utility của người thứ i khi tiêu dùng sản phẩm zero trừ đi epsilon i0 nữa. Cộng. Đấy, UI0 cộng epsilon i0 nghĩa là utility của người thứ i khi tiêu dùng sản phẩm không, sản phẩm không ở đây là sản phẩm outside option. Trong ví dụ về mua ô tô thì sẽ là không mua ô tô, trong ví dụ về đi học sẽ là không đi học, trong ví dụ vân vân, đúng không? Trong ví dụ về mua dầu gội đầu sẽ là không mua dầu gội đầu, đúng không? Thì đây là outside option. Thế thì nếu như mình đặt cái gamma bằng utility của cái việc là lựa chọn outside option ấy, thì đến lúc đấy cái utility của việc, đúng không? Và mình định nghĩa một cái u ngã, cái UIJ ngã,
nó sẽ bằng là gamma mà cộng với cả uij đúng không? Thì đến lúc đấy uij ngã cộng epsilon đi, là cái utility mới ấy, cộng epsilon ij chính là cái gamma mà cộng với uij cộng với epsilon ij. Thì trong cái mô hình mới mà mình sử dụng một cái utility mới là UI là U ngã, thì cái mô hình đó sẽ có utility của việc tiêu dùng sản phẩm outside option bằng không, đúng không? Bởi vì mình đã lấy cái sản cái tiêu dùng của sản phẩm outside option mà trừ đi chính nó. Như vậy là trong cái mô hình mà mình làm normalization, cái này được gọi là normalization, thì cái tiêu dùng cái utility từ việc tiêu dùng sản phẩm outside option được normalize bằng không. Normalize utility of outside option to zero. Cái này không phải là cái này chỉ có UI không thôi, mình viết nhầm ở đây, không có epsilon đâu. Trừ UI không thôi, min utility. Cái này là normalize cái min utility of outside option, có nghĩa là cái hoặc là cái UI không đấy. Đúng không? Ban đầu UI không thì nó có thể là dương. Nhưng mà hay là nó có thể khác không, nhưng mà bởi vì ở đây mình đã tạo một cái UI không ngã mới. Đúng không? Bằng cái UI không cũ trừ đi chính nó, trừ đi UI không, cho nên nó sẽ thành còn không thôi. Thế thì cái probability mà người thứ A chọn sản phẩm thứ J sẽ bây giờ là E mũ, trên tử thì không có gì thay đổi UIJ, nhưng dưới mẫu ấy lúc trước nó sẽ là tổng từ K bằng 0 cho đến J lớn, thì bây giờ nó sẽ có một cái phần tử bằng 1 đúng không? Bởi vì E mũ UI0 bằng 1 khi mà UI0 bằng 0, và cộng với các cái sản phẩm còn lại là K bằng 1 cho đến J của E mũ UIK đúng không? Trong đấy cái 1 này chính là E mũ UI0 đúng không? Và cái bởi vì cái UI không này nó bằng không, normalize nó bằng không, và cái khi mà mình viết là cái xác suất để cái người thứ ai chọn sản phẩm outside option, cái này bằng một chứ nhỉ, bằng một chọn cái sản phẩm outside option đúng không, thì tử số nó cũng bằng không luôn, à bằng một luôn, trên cho một cộng tổng k bằng một cho đến j exp uik. Đấy là một cái remark. Một cái remark nữa đấy là nếu như cái tập sản phẩm của mình nó chỉ có hai phần tử là 0 và 1 thôi. Chẳng hạn như là lựa chọn đi học hay không đi học. Lựa chọn là cái gì nhỉ? Lựa chọn gì? Đi học hay không đi học. Hút thuốc hay không hút thuốc, vân vân đúng không? Thì nó sẽ chỉ có hai lựa chọn là 0 và 1. Thì nếu mà 0 và 1 ấy thì cái xác suất để dij bằng 1 đúng không? Thì bây giờ ví dụ j bằng 1 đi, xác suất để lựa chọn cái một cái hành vi 1 hay là cái sản phẩm 1 nó sẽ bằng là e mũ exp của ui1 và chia cho 1 cộng với exp UI1. Cái này chính là cái logit model ấy. Ở trong thống kê mình vẫn hay thường thấy E mũ trên 1 cộng E mũ chính là logit logistic model ấy. Logit là viết tắt cho logistic. Còn cái mà mình viết ở bên trên nó tổng quát hơn ấy,
thì người ta gọi là multinomial logic thì phải. Bây giờ sau khi chúng ta đã ước lượng được mô hình rồi, thì như mình nói là một trong những mục tiêu của việc làm discrete choice model là để làm counterfactual analysis. Là gọi là phân tích giả lập, đúng không? Bây giờ mình lấy ví dụ cho cụ thể. Ví dụ như là J bằng là cái việc đi học đại học và không đi học đại học. Không là không đi học đại học. Còn một là college, đúng không? Là đi học đại học. Một cái sinh viên cấp 3, học sinh cấp 3 lựa chọn là có đi học đại học hay không chẳng hạn. Thế như cái mình viết ở bên trên này, thì xác suất của cái việc đi học đại học đúng không? D college của người thứ Y sẽ bằng một sẽ bằng là EXP E mũ đúng không? Thế bây giờ các đặc điểm của cái người đấy là SI phẩy mà nhân với alpha 1 trên cho 1 cộng exp si phẩy alpha 1 đúng không? Theo công thức ở bên trên này mình viết trong đấy nên nhớ là uij thì bằng si phẩy nhân alpha j đúng không? Và cái SI phẩy này SI của mình chẳng hạn đặc điểm của cái người đấy nó có thể có là thu nhập của gia đình income nó như lúc nãy và khoảng cách từ nhà đến trường đại học bây giờ câu hỏi là nếu như chính phủ chẳng hạn như là muốn xây thêm một trường đại học ở trong cái khu vực đấy là nó sẽ làm giảm cái khoảng cách từ nhà của các bạn học sinh cho đến trường đại học đi. Thì ví dụ như là nếu như cái distance mà giảm đi 10% chẳng hạn thì cái tỷ lệ học sinh phần trăm students mà đi đi học đại học entering college tăng lên được bao nhiêu phần trăm đúng không? Bởi vì chúng ta nghĩ rằng là nếu càng xa thì cái chi phí đi lại lớn cho nên người ta không đi học cả. Bây giờ mình giảm cái khoảng cách đi thì phần trăm học sinh đi học đại học tăng lên bao nhiêu phần trăm? Thì đấy là cái câu hỏi mà mình muốn trả lời. Thì mình có một cái cách rất đơn giản đúng không? Ở đây là mình đã ước lượng được các alpha mũ. Các alpha bằng các alpha mũ. Như vậy là alpha 1 ở đây mình thay bằng alpha mũ. Thay tất cả alpha mũ. Thì cái uij mình cũng là mũ đúng không? Như vậy là nếu chúng ta có alpha mũ, chúng ta thay vào cái vị trí của alpha này và chúng ta quan sát được đặc điểm của cái từng của từng người ấy, thì dựa dựa vào cái phương trình ở bên trên này thì chúng ta có thể tính được xác suất của từng bạn đúng không? Khi mà bạn ấy xác suất của từng bạn đi học đại học và conditional trên cái SI mà mình quan sát được là cái đặc điểm của bạn đấy. Trong đấy cái SI này mình sẽ cho các cái giá trị new distance vào đúng không? Khi mà xây thêm trường thì cái distance của bạn ấy sẽ bị thay đổi đi thì mình thay nó vào đây và mình sẽ được một cái xác suất mới. Và sau đấy new distance này. Thay vào thì sẽ được là new probability của cái bạn đấy đi học đại học đúng không? Và sau đấy thì mình chỉ cần cộng tất cả các xác suất của mọi người trong cái mẫu của mình lại thôi. Một phần trăm entering college entering college sẽ bằng là tổng
tất cả mọi người ở trong mẫu của mình, tổng của các probability. Như vậy là mình đã tính được phần trăm đi học đại học khi mà có một cái distance mới là như thế nào. Đấy gọi là một cái ví dụ về làm counterfactual analysis. Hay là nếu như chúng ta làm một cái mô hình về quyết định tiêu dùng sản phẩm, và trong cái mô hình của chúng ta có các biến về gì bây giờ về đặc tính của sản phẩm chẳng hạn, thì chúng ta có thể thay đổi đặc tính của sản phẩm để xem là cái tỷ lệ số số người mà chọn cái sản phẩm đấy là bao nhiêu chẳng hạn, vân vân, nhiều 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 cả ứng dụng. Thế có một cái nữa là người ta hay tính, đấy là cái welfare. Welfare ở đây chính là cái utility của cái người tiêu dùng. Chúng ta sẽ định nghĩa cái gọi là cái consumer surplus, là cái thước đo về welfare, phúc lợi đấy, của người tiêu dùng. Consumer surplus sẽ là expected value của maximal utility uij cộng epsilon ij trong tất cả các j thuộc j lớn, đúng không? Thế thì đây chính là utility của người tiêu dùng thứ i, của người tiêu dùng i. Utility của người tiêu dùng i mà khi mà họ đưa ra một cái quyết định tối ưu về tiêu dùng sản phẩm, đó là họ một cái chọn một cái sản phẩm nào đấy mà tối ưu hóa được cái lợi ích của họ. Thế thì nếu mà mình sử dụng cái giả thiết về dạng phân phối của epsilon là extreme value ấy, thì mình có thể chứng minh được cái này nó bằng một cái công thức rất là đẹp, đấy là log của tổng các j từ 0 cho đến j lớn exp u i j. Công thức rất đẹp đúng không? Bởi vì ở đây nó không còn epsilon nữa. Đây nó chỉ còn là các biến quan sát được thôi. Tất nhiên là ở cái này đơn vị của nó, consumer surplus ấy, thì đơn vị của nó là nó rất là gọi là nó phụ thuộc vào cái giả thiết là mình đang đo cái utility của mình theo cái đơn vị gì. Utility của mình, nếu mà mình cùng một cái utility mà mình nhân đôi lên, mình nhân 10 lên các thứ, thì cái quyết định của người tiêu dùng không thay đổi. Cho nên cái normalization, mình cũng có một cái gọi là normalization nữa, đấy là mình có thể normalize cái utility về tiền chẳng hạn. Nếu như trong mô hình của mình có một cái biến về chi phí, biến đo bằng tiền ấy, thì mình có thể chia cái CS này, cái log này, log của tổng này, chia cho cái hệ số alpha của cái biến tiền đấy để đưa nó về đơn vị là tiền, ví dụ đô la hay là Việt Nam đồng. Đại loại là consumer surplus thì có thể tính được bằng một cái công thức đẹp như thế này. Và sau khi có một cái gì đấy thay đổi, ví dụ làm giảm distance đi, thì mình có thể ước lượng xem consumer surplus là tăng lên là bao nhiêu, bao nhiêu đô la hay bao nhiêu Việt Nam đồng. Okay. Mọi người đợi một tí mình đi vệ sinh thì.
đây có câu hỏi gì không nhỉ? Thế thì mình vừa trình bày Discrete Choice Model sử dụng dữ liệu khảo sát người tiêu dùng, các cá nhân, hộ gia đình về hành vi tiêu dùng một cái sản phẩm nào đấy, nhãn hàng nào đấy, hay một cái hành vi, bất cứ một cái hành vi đưa ra quyết định nào đấy của người tiêu dùng cũng có thể được mô hình hóa bằng Discrete Choice Model. Và nó có các cái công thức rất là dễ dàng để có thể viết ra và ước lượng, cũng như là giải thích vân vân. Đấy chính là cái tiện lợi của Discrete Choice Model. Có cái mà thiết kế experiment thì alo. Sao? Alo. Cái thiết kế thí nghiệm đấy thì ở trong cái tài liệu mà có đề cập ban đầu không? Cái tài liệu kia có không ấy nhỉ? Chắc là không có. Không có. Nhưng mà okay. cái thiết kế thí nghiệm thì ta nghĩ là cái phần tiếp theo này thì sẽ có thể là sẽ liên quan hơn. Okay. Okay. Bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái phần khác trong cái phần còn lại của bài hôm nay, thì mình sẽ chuyển sang một cái mở rộng mới của Discrete Choice Model để làm việc với các cái dữ liệu aggregate data. Như mình nói, đây là một cái bước rất lớn, bước tiến rất lớn của Discrete Choice Model. Bởi vì aggregate, ở trong thực tế thì aggregate data rất là phổ biến. Các cái dữ liệu về thị trường, chẳng hạn như là người ta có các công ty nghiên cứu thị trường thường là có các cái dữ liệu về ngành hàng. Ví dụ nhãn hàng này thì có doanh số bao nhiêu, về giá là bao nhiêu, nhãn hàng kia doanh số bao nhiêu, giá bao nhiêu trong năm nay. Thế thì cái aggregate data này, nhưng mà các công ty nghiên cứu thị trường thì không phải là lúc nào cũng có các cái dữ liệu về người tiêu dùng. Ví dụ người ta không có, ví dụ người ta có thể có dữ liệu về dầu gội, nhưng người ta không có dữ liệu về xe máy chẳng hạn, hay là vân vân. Thế thì nếu như chúng ta không có dữ liệu khảo sát cụ thể người tiêu dùng ấy, mà chúng ta chỉ có dữ liệu về mang tính thị trường thôi, nhãn hàng thôi, thì liệu là chúng ta có thể dùng Discrete Choice Model đấy không? Cái câu trả lời là có. Và cái paper quan trọng đã làm được điều đấy chính là Berry năm 1994. Một paper rất là nổi tiếng. Và mọi người thấy là nó cũng gần đây thôi, năm 94. Bây giờ giả sử như chúng ta có một cái dữ liệu, một cái bảng chẳng hạn, một cái bảng dữ liệu như thế này. Chúng ta có giá, price. Chúng ta có lượng, doanh số, ấy, sale. Chúng ta có các cái đặc điểm sản phẩm, gọi là X, nói chung là X đi. Thế thì ở đây sẽ chính là cái brand 1, xong đến cái brand 2, đúng không? Đấy, cái dữ liệu của chúng ta nó sẽ là như này. Nó không phải là theo cá nhân nữa, mà bây giờ là theo các brand như này. Thế các X ở đây thì có thể là đặc điểm của các brand, chẳng hạn như là các brand này có thể là các hãng xe hơi chẳng hạn. Thì X có thể là tốc độ tối đa, hay là gọi là cái gì, tăng gia tốc cái gì đấy, hay là trọng lượng, hay là số lượng ghế ngồi, hay là vân vân, đúng không? Thì đấy là X là các đặc điểm. Và price là giá, sale là cái doanh số bán ra của cái nhãn hàng đấy trong một năm chẳng hạn, hay trong một tháng, một quý.
Thế từ cái sales này ý, thì chúng ta cũng có thể tính được cái gọi là market share, đúng không? Market share là thị phần đấy. Thế trong số các sau khi chúng ta liệt kê hết các hãng ra rồi nhá, thì chúng ta cũng có thể có một cái gọi là outside option. Outside như lúc trước ấy là outside option, đúng không? Một cái người nào đấy mà không mua xe. Thế chúng ta sẽ cái outside option chúng ta sẽ làm như là, tức là đầu tiên chúng ta sẽ giả sử cái thị trường là có tất cả những cái người đầu tiên mình định nghĩa cái population, tổng thể của dân số hay là tổng thể khách hàng là những cái người lớn từ, chẳng hạn mình định nghĩa từ 22 cho đến, hoặc là từ 10 đủ tuổi đi xe ô tô chắc là 18 hay bao nhiêu đấy, cho đến 60 chẳng hạn, hay là cho đến 60 70 gì đấy chẳng hạn. Thế tổng thể tất cả những cái số người trong quốc gia mà trong cái khoảng độ tuổi đấy và trong cái khoảng độ tuổi đấy và có thu nhập chẳng hạn. Thì sau khi mình có được cái số lượng này rồi, thì mình đem cái số người đấy để mình đem trừ đi cái doanh số của các nhãn hàng trên thị trường này, doanh số của các nhãn hàng mà mình có ở trong cái dữ liệu này này, thì mình sẽ được cái phần còn lại là outside option, là doanh số của outside option. Thì outside option ở đây có thể là các cái nhãn hàng ô tô mà rất là bé mà mình không có dữ liệu chẳng hạn, hoặc là việc không mua ô tô trong cái năm đấy. Thế thì đấy là cái cách mà mình sẽ có một cái quan sát về outside option. Và từ cái số khách hàng tiềm năng như thế và cái số doanh số như thế, thì mình lấy doanh số chia cho số khách hàng tiềm năng thì mình sẽ được cái thị phần. Bây giờ cái dữ liệu của mình là như thế này và bây giờ mình sẽ làm việc với nó như thế nào. Thế thì cái chiêu ở đây, cái trick ở đây đấy là cái Uij ở bên trên lúc nãy, cái Uij là si phẩy nhân alpha j. Bây giờ mình sẽ viết nó thành là xj phẩy eta nhân eta cộng với một cái si, một cái psi j epsilon ij. Cái epsilon ij thì như cũ lúc nãy vẫn là cái test shock, đúng không? Chẳng hạn như là một cái mà mình không quan sát được. Một cái ông này, ông ấy đi mua ô tô, ông đến cửa hàng ô tô, ông gặp một cái cô rất là xinh. Thế là ông ấy mua cái ô tô đấy chẳng hạn. Thì là cái test shock mình không quan sát được. Size J bây giờ nó sẽ là một cái, bây giờ cái size J này sẽ là unobserved. Đây. Unobserved product characteristic, và cái xj ở đây sẽ là vector. Bây giờ mình sẽ viết thêm một cái nữa ở đây, bởi vì tí nữa mình sẽ sử dụng là bây giờ sẽ không chỉ có xj nữa mà mình sẽ có là xj phẩy eta, mà bây giờ mình sẽ cộng thêm một cái alpha nữa đi, nhân cộng thêm một cái alpha nhân với pj, đúng không? Cái pj này chính là giá này, price của cái sản phẩm j, và cái xj này chính là cái đặc điểm của sản phẩm j. X này chính là cái x mà mình viết ở trong cái bảng đây này. Đây là các cái đặc điểm mà mình quan sát được, observed. Thì những cái quan sát được thì mình cho vào trong xj. Cái price này cũng là một đặc điểm, nhưng mà thôi bây giờ mình đặt nó, bởi vì nó có một cái ý nghĩa quan trọng cho nên mình đặt nó riêng ra là price pj.
và các cái đặc điểm của xe mà mình không quan sát được, các cái cú sốc sẽ là size J, đúng không? Và cái test shock epsilon ấy thì nó còn phụ thuộc vào cái người thử ai. Như vậy là trong cái mô hình này ấy, thì cái mà khác nhau giữa mọi người ấy, khác nhau giữa người thứ nhất, người thứ hai đến người thứ n chỉ là các cái epsilon thôi. Cả cái phần còn lại ở phía trước ấy nó không phụ thuộc vào từng người, đúng không? Nó sẽ chỉ phụ thuộc vào sản phẩm. Nghĩa là nếu mà mình có một sản phẩm J cố định thì với tất cả mọi người cả cái phần phía trước này là giống nhau. Cho từng sản phẩm J. Và mọi người, cái utility của mọi người khác nhau. Cái mà dẫn đến cái việc là mọi người, người này mua sản phẩm này và người kia mua sản phẩm kia là cái phần epsilon này thôi. Thì đấy cũng là một cái giả thiết mà mình đặt ra rồi cho nó đơn giản hóa. Thì người ta có thể không thích cái giả thiết đấy, người ta bảo là cái phần ở phía trước này nó không phụ thuộc vào từng người, nó nghe rất là vô lý. Thế bây giờ giả sử là chúng ta có thể cho nó phụ thuộc vào từng người, chẳng hạn chúng ta cho alpha phụ thuộc vào từng người. Bây giờ alpha đây chúng ta có thể cho là alpha y, đúng không? Mỗi người có một cái nhạy cảm giá khác nhau, mỗi người phản ứng về cái giá của sản phẩm một cách khác nhau. Thì cái alpha y này chúng ta có thể đưa vào, và chúng ta có cách để chúng ta viết được một cái mô hình có cái heterogeneity, có cái heterogeneity về về cái độ nhạy cảm giá. Nhưng mà nó sẽ là một cái mô hình phức tạp hơn cái mô hình mà chúng ta sẽ sắp sắp sửa trình bày. Và nếu như mà ai quan tâm thì alpha y đấy là nó thuộc vào cái mô hình gọi là mô hình random coefficient. Tại sao gọi là random coefficient? Coefficient chính là cái alpha. Random nghĩa là alpha ở đây nó là một cái random theo theo người đấy. Trong dân số của mình, alpha nó không phải là một cái cố định mà mỗi người có một cái alpha khác nhau nên nó random. Random coefficient model hay người ta còn gọi là BLP model. BLP ở đây là viết tắt cho tên của ba cái nhà kinh tế học là Berry, là cũng là cái ông Berry ở bên trên, Levinson và Peck. Berry, Levinson, mình nhớ viết như này vậy. And Lev, không biết có chữ H đâu. And Peck. Hai cái paper các ông ấy viết là năm 1995. Nó trở nên rất nổi tiếng và người ta gọi là BLP model. Nhưng mà bởi vì giải thích nó sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút cho nên là mình tạm thời mình sẽ sử dụng cái version đơn giản hơn ở đây. Mình sẽ cho các alpha là giống nhau tất cả mọi người. Thế bây giờ với cái UIJ, à cái này UIJ cộng epsilon chứ nhỉ? Lúc nãy là mình cái UIJ cộng với epsilon IJ mới là cái utility đúng không? Mình viết thiếu đúng không? Thì cái UIJ thực ra nó chỉ là cái phần này thôi, thì nó sẽ không có cái I ở đây. Thực ra nó chỉ là UJ thôi. Anyway, chỉ là ký hiệu thôi. Thế thì là mình sẽ làm như lúc nãy, tức là giả sử là epsilon ij là phân phối extreme value. Type 1. Và nhờ cái giả thiết đấy thì mình có thể viết được xác suất để cái người thứ i chọn sản phẩm thứ j sẽ bằng là exp của bây giờ sẽ là xj phẩy eta cộng với alpha pj cộng với psi j chia cho tổng các
tổng các e mũ xk đúng không, của các sản phẩm k chạy từ 0 cho đến j lớn. Và nếu như mình normalize cái sản phẩm từ 0 có utility, min utility bằng 0 thì nó sẽ là 1 cộng k bằng 1 đến j lớn đúng không? Xk phẩy eta cộng với alpha pk cộng với sai k đúng không? Mình làm y hệt như lúc nãy thôi. Cái ở trong ngoặc này của mình chính là cái uij đấy đúng không? Hay trong trường hợp này chính là uj đấy, bởi vì nó không phụ thuộc vào ai. Tiếp. Hey, bây giờ mình có một cái quan sát như sau. Đấy là cái sản phẩm. Cái sản phẩm outside option di 0. Cái xác suất để lựa chọn sản phẩm outside option ấy. Và nếu mà mình normalize sản phẩm outside option xuống còn là cái UIJ, cái UI0 của nó bằng 1 à bằng bằng 0 ấy, thì nó sẽ là 1 chia cho tổng đúng không? K bằng 0 đến J. Hoặc mình có thể viết là 1 cộng tổng đúng không? Nhưng thôi mình viết cái này cho nó giống bên trên là K bằng 0 đến J của E mũ xk phẩy eta cộng alpha pk cộng với sai của k đúng không? Bởi vì ở tử số thì ui 0 bằng 0. Đây là normalization đúng không? Đây là because đúng không? Since. Thế thì cái này chính là mẫu số đúng không? Cái này chính là mẫu số ở cái bên trên. Như vậy là P của DIJ bằng 1, tức là cái bên trên, nó sẽ bằng cái tử số giữ nguyên chia cho cái mẫu số. À nhân EX tử số này, EX P của XG phẩy eta cộng alpha PJ cộng. Cái này viết như nào? Sai j nhân đúng không? Nhân với cả probability di 0 bằng 1. Đây chính là một cái quan sát rất là thông minh của ông Berry. Tiếp theo là ông lấy log hai vế và ông chuyển cái p của cái di 0 bằng 1 sang bên tay trái. Ông sẽ được là log của probability dij bằng 1 trừ đi log của probability di 0 bằng 1 bằng là xj phẩy eta cộng alpha pj cộng sai j. Bây giờ probability của dij bằng 1 là cái gì? Nên nhớ rằng là ở trong cái mô hình của mình, ấy, thì cái probability của dij bằng 1, nếu mà mình nhìn cái công thức ấy, thì nó không hề phụ thuộc vào ai đúng không? Nó không hề phụ thuộc vào cái người thứ y. Bởi vì ở đây, ở trong cái mô hình của mình ấy, cái mà phụ thuộc vào người thứ y duy nhất ấy, đấy là cái epsilon ij. Nhưng mà sau khi mình đặt giả thiết epsilon ij phân phối extreme value ấy, mình đã khử nó ra khỏi công thức rồi. Và cả cái công thức này nó sẽ giống nhau với mọi i đúng không? Từ 1 cho đến n. Tất cả các người tiêu dùng đều có cái probability này như nhau. Đúng không? Cho nên chúng ta có thể hiểu cái probability này chính là market share của cái sản phẩm thứ j. Nó thật kỳ đúng không? Và cái probability này chính là market share của sản phẩm outside option. Và nên nhớ là market share mình quan sát được. Đấy. Và cuối cùng chúng ta có log của market share S, bây giờ là market share của sản phẩm J, trừ log market share của sản phẩm 0 outside option bằng xj phẩy eta
cộng với alpha pj cộng với psi j. Và ngay lập tức chúng ta thấy ý nghĩa của psi j. Tại sao chúng ta lại có psi j ở trong mô hình? Đấy là bây giờ nó đóng vai trò là một cái error trong một mô hình linear model. Trong mô hình linear model, bởi vì đây là một mô hình linear model, vế trái mình quan sát được SJ là market share của các sản phẩm, S0 là market share của sản phẩm outside option. Mình chỉ cần lấy log và trừ ý cho nhau, đúng không? Vế phải các XJ là quan sát được, PJ quan sát được, eta và alpha là các hệ số cần ước lượng, đúng không? Đây chính là linear model mà mình có thể dùng OLS. Như vậy là chúng ta có thể hồi quy rất đơn giản, đúng không? Chúng ta sẽ hồi quy vế trái này lên XJ và PJ để mình sẽ được eta mũ OLS và mũ OLS. Đây là thông minh. Từ một cái mô hình rất phức tạp mà ông có thể suy ra được một cái linear model như này. Và cái này could be estimated, đúng không? Could be estimator for eta và alpha. Bây giờ có một cái vấn đề như này. Đấy là trong cái mô hình này ấy, thì PJ là endogenous. Biến PJ, biến giá cả là biến bị nội sinh. Nó cũng giống như là cái trường hợp khi mà mình nói ở trong cái tại sao mình cần phải sử dụng instrumental variable ấy, trong cái buổi tại sao mình cần sử dụng instrumental variable ấy. Đấy là trong một cái mô hình thị trường có cung và cầu ấy, thì giá nó sẽ bị correlate với cái phần error thông qua cái tương tác giữa cung và cầu. Thế thì khi mà cái giá ở trên thị trường bị correlate với error ấy, thì cái OLS estimator là không còn bền vững nữa. Mình không thể dùng được. Not consistent. Khi mà nó không vững, không sử dụng được ấy, thì mình cần phải sử dụng biến công cụ. Cho PJ mình cần ít nhất một biến công cụ, đúng không? Nếu các XCJ của mình đều là các biến ngoại sinh thì mình chỉ cần một biến công cụ cho PJ thôi. Và nếu như mà mình có nhiều biến công cụ thì càng tốt. Thế thì find instrumental variable for PJ. Thế thì một trong những cái biến công cụ mà người ta thường sử dụng là các cost shifter. Cost shifter là cái gì? Chẳng hạn như là giá của nguyên vật liệu để sản xuất một cái sản phẩm đấy. Để ví dụ như là đối với ô tô thì là giá của thép. Đối với thuốc là giá của... Với thuốc là giá của cái gì? Đại loại là giá của cái nguyên vật liệu dùng để sản xuất ra cái sản phẩm mà mình đang nghiên cứu. Thế thì cái giá nguyên vật liệu ấy thường là một cái thứ rất là ngoại sinh và nó làm ảnh hưởng lên chi phí của doanh nghiệp sản xuất. Và khi mà giá, ví dụ giá nguyên liệu đầu vào tăng lên thì doanh nghiệp buộc phải tăng cái giá sản phẩm lên chẳng hạn. Thì đấy là một cái biến động ngoại sinh. Và cái biến cost shifter này nó không có tương quan đến cái error ở trong cái mô hình của mình. Một cái nữa mà người ta cũng sử dụng đấy là similarity of substitution. Đấy chính là cái sự khác nhau giữa cái sản phẩm mình đang xét tới với các sản phẩm tương tự khác ở trên thị trường.
nếu như cái sản phẩm mình đang xét tới mà rất là giống các sản phẩm khác ở trên thị trường ấy, thì cái mức độ cạnh tranh của cái sản phẩm này nó rất là cao, nó sẽ bị cạnh tranh rất là mạnh, và vì thế cho nên cái giá của nó sẽ thấp hơn. Nhưng mà nếu như cái sản phẩm của mình mà rất khác biệt so với các sản phẩm trên thị trường ấy, thì cái giá của nó có thể cao hơn, đúng không? Cái mức độ cạnh tranh nó thấp hơn. Như vậy là nó cũng là một cái mà mình có thể sử dụng để làm instrument cho cái giá của sản phẩm. Đó. Ngoài ra thì có rất nhiều những cái bài nghiên cứu người ta sử dụng các IV khác nhau. Người ta cũng hay đôi khi tranh cãi xem là các IV nào thì tốt hơn, vân vân. Nhưng mà ý là thường thì chúng ta sẽ cần phải tìm các instrumental variable cho biến giá cả. Thế sau khi mà chúng ta có các instrumental variable ấy, thì giống như trong cái bài về IV ấy, chúng ta có, nếu chúng ta tìm được một biến thôi, một biến IV thôi, thì chúng ta có thể sử dụng IV estimator, đúng không? Gọi là simple IV estimator đấy. Nếu mà chúng ta có một biến IV, hoặc là nếu chúng ta có nhiều biến IV, thì chúng ta có thể sử dụng two stage least square, hoặc là chúng ta có thể sử dụng GMM, generalized method of moments. Thì đây là những cái mà mình đã dạy ở những buổi trước, đúng không? Sau khi tìm ra biến công cụ, chúng ta sẽ dùng những cái chúng ở buổi trước thì chúng ta chạy hồi quy cái phương trình ở đây, cái phương trình này, sử dụng các biến công cụ. Thì chúng ta sẽ ước lượng là các eta mũ và alpha mũ. Ước lượng là một, nhưng mà một cái nữa chúng ta quan tâm chính là điều gì sẽ xảy ra khi một cái gì đấy thay đổi. Chẳng hạn như là nếu chính phủ đánh thuế thuốc lá làm cho giá tăng 10%, thì số lượng người hút thuốc là bằng là giảm đi bao nhiêu? Số lượng người hút Vinataba giảm bao nhiêu, số người lượng người hút Marlboro giảm bao nhiêu, vân vân. Thế thì đấy là cái phần counter factual analysis. Thế thì dựa vào cái công thức ở bên trên chúng ta đã viết ấy, đấy là cái thị phần của sản phẩm thứ J, tức là chính là cái xác suất mà cái người thứ I chọn sản phẩm J, đúng không? Và chính là cái phân số EXP XCJ phẩy eta cộng alpha PJ cộng CJ sai J trên tổng K bằng 0 đến J EXP XK phẩy eta cộng alpha PK cộng sai. Đúng không? Đây chính là market share của sản phẩm J. Thế sau khi mà chúng ta đã ước lượng được các alpha và eta thì chúng ta có thể thay vào đây. Và các sai thì mình cũng có thể ước lượng được, đúng không? Các sai đấy chẳng hạn như là cái sai 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 J mũ này. Thì mình sẽ dựa vào cái mô hình ở phía trên này của mình, đúng không? Nó sẽ chỉ đơn giản là vế trái trừ đi cái vế phải này ước lượng. Chính là vế trái là log SJ trừ đi log S0 trừ tiếp cho XJ phẩy eta mũ trừ alpha mũ PJ, đúng không? Các sai k cũng tương tự như thế. Thế thì chẳng hạn như nếu mình có một cái giá mới, ví dụ sản phẩm thuốc lá Vinataba bị đánh thuế chẳng hạn, PJ tăng lên thì mình thay nó vào đây. Khi mình thay nó vào đây thì mình sẽ tìm được một cái SJ mới, đúng không? Tương tự như thế mình có thể,
ví dụ một cái SCK, à hoặc là nếu như mà cái giá không phải giá của sản phẩm J mà giá của sản phẩm K, một cái sản phẩm K nào đấy tăng lên, PK tăng lên, thì mình cũng thể thay vào đây để mình xem là thị phần của sản phẩm J thay đổi như thế nào, kiểu như vậy. Đấy là một cách, đúng không? Đấy là cách một, đây là counterfactual analysis nhé. Đây là cách một này, thay cái new PJ hay là new PK vào in một nhé, vào công thức một nhé, thì chúng ta được một cái SJC chẳng hạn, hay SJ mũ đi, SJ mũ là một cái market share của sản phẩm J tại cái mức giá mới, đúng không? Nhưng mà có một cái cách thứ hai nữa. Một cách thứ hai nữa là chúng ta dùng thẳng cái công thức này mà chúng ta đạo hàm nó theo theo PK chẳng hạn, như là nếu chúng ta lấy SJ mà chúng ta đạo hàm theo PK, thì bởi vì cái công thức của chúng ta nó rất là đẹp, E mũ trên tổng E mũ, cho nên nếu đạo hàm cái này nó sẽ ra chính bằng alpha nhân SJ nhân SK. Tức là cái mà chúng ta vẫn thường gọi là elasticity của hàm cầu ấy, của sản phẩm J theo giá của sản phẩm K, định nghĩa của nó là trừ đi đạo hàm SJ theo giá PK nhân PK trên SJ, thì nó sẽ bằng trừ đi alpha nhân với cả SJ SK nhân với PK trên SJ, trong đấy SJ gạch gạch đi cho nhau, nó sẽ còn trừ alpha SK PK, nhầm không nhỉ, PK đúng đúng rồi nhỉ. Và nếu mà mình đạo hàm của một sản phẩm J theo giá của chính nó, thì nó sẽ ra alpha nhân SJ nhân 1 trừ SJ. Và cái epsilon, ở đây viết epsilon theo kiểu này cho nó dễ đỡ nhầm. Epsilon JJ là đạo hàm SJ theo PJ theo chính nó nhân PJ chia SJ sẽ bằng trừ đi alpha nhân với 1 trừ đi SJ nhân với PJ. Và ở đây mình sẽ đưa cái ước lượng của alpha là alpha mũ vào trong công thức này. Cái công thức này là cái epsilon ở đây là nó thể hiện là nếu 1% thay đổi của giá thì sẽ dẫn đến bao nhiêu phần trăm thay đổi của thị phần. Thì mình có thể đưa cái alpha mũ vào đây. Alpha mũ vào đây. Đưa những cái alpha mũ vào đây. Đúng không? Ước lượng. Thế thì mình có thể sử dụng cái gọi là hệ số co giãn này, có thể nhỉ? Của được hệ số co giãn, đúng rồi, hình như hệ số co giãn của hàm cầu theo giá, để mà gọi như là ước lượng là cái sự thay đổi của thị phần khi mà giá thay đổi như thế nào. Nếu như cái giá thay đổi một ít thôi, nếu cái giá thay đổi mà không nhiều, mấy phần trăm ấy, thì mình có thể sử dụng cái công thức này, nó tiện lợi hơn là dùng cái công thức một ở phía trên này, nó có vẻ nó phức tạp hơn, thay số các thứ nó dễ dàng hơn ở phía dưới này. Nhưng mà đấy là tùy chọn thôi. Nhưng mà nếu như mà có một cái sự thay đổi lớn về giá chẳng hạn, thì cái công thức một ở phía bên trên thì nên được sử dụng.
Tương tự như thế thì người ta cũng có thể tính cái consumer surplus bằng cái công thức giống như ở bên cái trường hợp microdata mình đã nói. Thì cái đấy mình sẽ bỏ qua. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta nói đến việc là chúng ta sử dụng dữ liệu. Dữ liệu của chúng ta chỉ đơn giản là đặc điểm của sản phẩm, doanh số của sản phẩm và giá của sản phẩm. Và thông qua một cái mô hình ở đây gọi là mô hình Structural Econometric Model, chúng ta đã kết hợp được mô hình lý thuyết và dữ liệu để ước lượng ra các hệ số của cầu ở trên thị trường và giúp cho chúng ta simulate hay là chúng ta phân tích một cách tình huống, phân tích một cách giả lập là điều gì xảy ra khi cái này xảy ra trên thị trường, cái kia xảy ra trên thị trường. Nếu một sản phẩm mà thâm nhập vào thị trường, một sản phẩm mới thâm nhập vào thị trường thì nó sẽ có cái thị phần là bao nhiêu chẳng hạn đấy. Rồi, cái đấy mình cũng có thể dễ dàng mình đưa vào cái mô hình này. Nếu như mình biết các eta, các alpha ước lượng ra được bằng bao nhiêu thì mình có thể đưa là nếu chúng ta có thêm sản phẩm thì nó sẽ như thế nào. Thế thì đấy là một cái bước tiến ở trong discrete choice model mà giúp cái ngành empirical industrial organization phát triển rất là mạnh trong khoảng tầm 30 năm, 20 năm vừa rồi. Và những cái model này nó vẫn đang được sử dụng rất là rộng rãi và phát triển thêm ngày hôm nay. Ở trong cái quyển sách của Kenneth Train ban đầu thì ông ấy cũng có ở chương 3 ông cũng có một cái ví dụ khá là hay mà mọi người có thể đọc về ứng dụng của Discrete Choice Model. Đấy là cái ví dụ này ông ấy đã viết cái paper từ năm 1978 rồi. Lâu lắm rồi. Dùng logic model để ông ước lượng cái cầu về hồi đấy là ở thành phố New York là xây dựng một cái tuyến xe buýt nhanh giống kiểu xe buýt nhanh BRT ở Hà Nội. Thì ông ấy muốn dự báo xem là thị phần của cái xe buýt nhanh khi mà nó được đưa vào sử dụng là bao nhiêu. Thế cái ông ấy làm đấy là ông đi khảo sát, ông ấy đi hỏi mọi người là họ đi làm bằng phương tiện gì, họ đi đâu bằng phương tiện gì và ông hỏi một số thông tin về người ta. Và sau đấy ông không hề hỏi là anh chị liệu là anh chị có muốn sử dụng BRT hay không, hay là anh chị đánh giá là BRT có giá trị là bao nhiêu đối với anh chị, vân vân. Anh chị có chuyển từ cái mà anh chị đang đi sang BRT hay không chẳng hạn, như thế. Không, người ta không hỏi những câu hỏi như thế, mà ông ấy chỉ hỏi các anh chị đang đi phương tiện gì. Ví dụ như là khi mà các anh chị di chuyển bằng phương tiện đấy thì đi đến công ty mất bao nhiêu phút, với cái chi phí là khoảng bao nhiêu chẳng hạn thế. Thì dựa vào một cái mô hình structural model này, ông ấy ước lượng ra được cái cầu của thị trường và sau đấy ông ấy dự báo được là nếu như xây cái BRT thì cái BRT cái thị phần nó sẽ là khoảng bao nhiêu. Và cuối cùng là khi mà BRT đưa vào hoạt động thì ông ấy lại đi khảo sát lại và cùng ông thấy là cái kết quả nó rất là khớp với cả cái dự báo của mô hình, và cái dự báo của mô hình là tốt hơn rất là nhiều so với tất cả các cái tư vấn của các cái nhà tư vấn, chuyên gia tư vấn trong cái dự án đường sắt, à quên, cái dự án xe buýt nhanh đấy. Thế đấy là một cái ví dụ khá là hay về cái sức mạnh của Discrete Choice Model, một cái mô hình tương đối là đơn giản. Tất nhiên là ở cái mức chúng ta mới giới thiệu đây thì nó khá là đơn giản, và nhưng mà chúng ta cũng có thể làm mở rộng nó để cho thêm nhiều cái tính phức tạp vào bên trong đấy để có thể capture được nhiều cái vấn đề hơn. Đấy, nhưng mà nói chung là nó cũng nói chung là nó tương đối dễ dùng, có thể sử dụng trên các cái phần mềm chẳng hạn Stata vân vân, hay là có thể viết được ở trong R hay trong Python khá là đơn giản, không không quá khó khăn, và cái sức mạnh của nó cũng khá là tốt.
Thế thì hôm nay mình học đến đây thôi. Thì đây cũng là buổi cuối cùng mình kết thúc để kết thúc cái khóa kinh tế lượng. Đáng nhẽ là có một cái nội dung nữa về fixed effect là liên quan đến panel data, nhưng mà mình nghĩ là có thể nó không phù hợp lắm với cả cái khóa, bởi vì là nó bởi vì mình chưa giới thiệu những cái về vấn đề thời gian này nọ. Cả khóa mình chỉ nói đến cross section thôi, cho nên là mình không muốn đề cập thêm cái thời gian vào. Nó có thể nó gây nhiễu một chút, có thể là nếu mà mình học một chút về time series rồi mình chuyển sang thì nó cũng tốt hơn chẳng hạn thế. Nhưng mà thực ra nó cũng không liên quan đến time series, nhưng mà có lẽ là nó sẽ không 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 phù hợp lắm với cả cái khóa này. Và bản thân fixed effect ấy, thì nó cũng cũng có khá là nhiều những cái nội dung để mà dạy, cho nên là có lẽ là hẹn được một cái khóa khác vậy. Đấy, tính cuối cùng là khóa học của mình có 10 buổi. Đấy, thì cũng nằm trong cái gọi là khuôn khổ cố gắng ban đầu là khoảng tầm gần gần 10 buổi, gọi hơn, có thể ban đầu mình dự tính là hơn một chút. Nhưng mà đoạn cuối này có vẻ mọi người cũng dụng ít ít người học dần, cho nên là mình cũng rút ngắn lại các cái nội dung và giảm tải đi rất là nhiều để giảm cái số lượng thời gian học cho mọi người đỡ bị vất vả. Thì mình sẽ học mình chỉ học để nắm được cái gọi là ý tưởng, và nếu mà ai có cái mong muốn đi sâu vào từng cái chủ đề thì mình có thể đọc thêm sách, tìm hiểu thêm hoặc là hỏi mình. Đấy, thế thì cảm ơn mọi người đã tham gia vào cái khóa học này. Nếu mà ai có bất cứ câu hỏi gì thì có thể hỏi. Chị có câu hỏi gì không kìa? Hello? Chí cuối Nếu cũng ở hoàn dạy lại ở khóa bên này mình. là công phu đấy. À? Bên lấy quả cam.